Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, cứ đến vụ bơ thì bài toán đầu ra cho loại quả này lại được đặt ra để tìm lời giải. Một phần vì diện tích tăng nhanh, một phần vì quả bơ chỉ tiêu thụ ở những thị trường trong nước, dẫn tới giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Với hơn 8.000 hectare bơ, các ngành chức năng và địa phương tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tìm kiếm giải pháp để tiêu thụ ổn định cho quả bơ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù sản lượng bơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt mức khoảng gần 80.000 tấn một năm, nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 công ty chuyên sơ chế và chế biến bơ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nông sản Văn Phương có quy mô thu mua, sơ chế và chế biến đạt 600 tấn một năm, tập trung vào tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước. Các công ty trách nhiệm hữu hạn Lao Food, công ty cổ phần Hikari Đà Lạt mới bước vào cấp đông bơ năm 2023 với sản lượng sơ chế và chế biến đạt 40 tấn một năm một đơn vị. Chủ yếu là xuất khẩu bơ vào các thị trường như Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc. Năm nay dự kiến sản lượng bơ cấp đông của công ty trách nhiệm hữu hạn Lao Food đạt khoảng từ 1.000 đến 2.000 tấn một năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại, xuất nhập khẩu Thuận Thành đạt khoảng từ 300 đến 400 tấn một năm. Rõ ràng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho quả bơ chế biến sâu là rất rộng mở. Bơ hiện nay bên anh nó là sản làm ra 3 sản phẩm. Từ cái bơ đó, nhưng mà chủ yếu là cấp đông thì là một cái là bơ bure, một cái là bơ đai chân và một cái bơ là hấp cút. Thì thị trường hiện nay cũng đang là nhu cầu rất là lớn, nhưng mà do là bên anh mới là năm đầu tiên để sản xuất và kết hợp với người nông dân để đưa cái nguồn sản phẩm của người nông dân về đây, thì bên anh hiện nay năm nay sản xuất cái số lượng đó tương đối, nhu cầu về sản lượng đó thì rất là cao chứ không phải là thấp, nhưng mà do cái nguồn của mình nó là chỉ sẽ thu hoạch trong một thời gian ngắn thôi thì mình không thể nào cung ứng được lâu dài. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy tương quan sản lượng hàng năm và công suất chế biến sâu của doanh nghiệp hiện vẫn chưa tương xứng. Đặc thù của quả bơ sẽ vào chính vụ và thu hoạch cùng lúc vào một thời điểm trong năm, nên doanh nghiệp cũng gặp khó trong khâu thu mua, bảo quản và tăng công suất sản xuất vụ bơ. Tiếp tục thu hút nhà đầu tư chế biến sâu, mở rộng quy mô sản xuất hiện có vẫn là giải pháp căn cơ nhất lúc này. Thu hút các nhà máy chế biến trái cây trên địa bàn tỉnh là một trong những cái mà vấn đề là tỉnh Lâm Đồng rất là quan tâm. Thì hiện nay là Ủy ban tỉnh đã ban hành cái đề án là tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến phát triển thị trường xuất khẩu. Tại quyết định 177 ngày năm 2022 của Ủy ban tỉnh thì đây là một trong những cái đề án là nó giải quyết thu hút đầu tư. Đồng thời thì Ủy ban tỉnh cũng ban hành cái danh mục các cái dự án thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Thì qua cái những cái này thì thể hiện cái sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng đối với việc thu hút các cái nhà máy đầu tư và chế biến trái cây trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thông qua các hoạt động, tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản như tổ chức các hội nghị kết nối, phát triển thương mại điện tử. Qua đó, sở đã kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cũng như hệ thống siêu thị lớn như Go, Winmart, Lotte, ký kết với các đầu mối thu mua, cung cấp nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, thúc đẩy xúc tiến thương mại trong nước và đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái bơ tươi chính ngạch vẫn là giải pháp lâu dài cần phải tính đến nếu muốn có thị trường tiêu thụ bền vững với giá cả ổn định cho quả bơ tươi. Chúng tôi cũng đang có những cái biện pháp làm sao để thúc đẩy tiêu thụ được trái bơ tươi xuất khẩu, bởi vì như chúng ta đã biết, nếu mà sản phẩm mà xuất khẩu được thì sẽ tiêu thụ được một cái sản lượng rất là lớn. Thì lãnh đạo sở cũng đang chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành thì đã xây dựng cái mã số vùng trồng cho cây bơ để nhằm cái mục đích xuất khẩu cái quả bơ tươi và sẽ mang lại cái giá trị cao hơn cho người sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đoàn khảo sát làm việc với ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam. Theo đó, Lâm Đồng đề xuất xây dựng và chuẩn hóa vùng trồng bơ để xuất khẩu sang Singapore và Thái Lan thông qua hệ thống của siêu thị này. Giai đoạn đầu năm 2025, dự kiến Lâm Đồng sẽ xuất sang Thái Lan và Singapore 300 tấn bơ, chủ yếu là bơ 034 và bơ sáp.